Sau thời trang sẽ là âm nhạc. Thưa quý vị, dàn nhạc sức sống mới là một dàn nhạc duy nhất tại Việt Nam biểu diễn thuần túy với nhạc cụ làm từ tre nứa. Và buổi biểu diễn hòa nhạc cổ điển Tre Mùa Thu vào tối ngày 15 tháng 10 lại một lần nữa được các nghệ sĩ thể hiện trên nền của những chất liệu vô cùng độc đáo này. Nhạc cổ điển Tre Mùa Thu đem đến cho công chúng một cái nhìn mới về âm nhạc cổ điển qua các tiết mục Ánh Trăng, Điệu Nhảy Thần Chết, Bolero, One Day More, trích từ những người khốn khổ. Bên cạnh đó, chương trình còn có nhiều bản nhạc Việt Nam quen thuộc được chuyển soạn cho dàn nhạc tre nứa như Mẹ Yêu Con của Nguyễn Văn Tý, Diễm Xưa của chị Công Sơn, Bèo Dán Mây Trôi, Trống Cơm. Là một người tận tâm với nhạc giao hưởng và luôn mong muốn đưa âm nhạc Hàn Lâm đến gần công chúng Việt Nam, nghệ sĩ Đồng Quang Vinh đã thành lập dàn nhạc sức sống mới, dàn nhạc duy nhất ở Việt Nam biểu diễn thuần túy với nhạc cụ làm từ tre nứa như bộ gõ tre nứa, sáo trúc, trường. Mọi người có thể thấy rằng âm nhạc nó là cái thứ nó mang lại cho mọi người cái gần nhau hơn. Thế bạn có thể thấy là người từ mọi quốc tịch đứng ở trên sân khấu đây, mọi nghề nghiệp, mọi chuyên ngành luôn, các loại đàn, các loại giọng kết hợp với nhau. Tôi rất là mong muốn là sẽ có thêm nhiều người nữa ở Việt Nam đến với âm nhạc nhiều hơn, và đặc biệt nếu có thể đến với âm nhạc dân tộc nữa. Lúc nào khi mà được dự những cái buổi hòa nhạc như thế này thì tôi cũng đều cảm thấy dường như là mình có được tiếp thêm nhiều năng lượng. Mình cảm thấy mọi thứ cũng đẹp hơn, yên bình hơn, và mình cũng mơ mộng hơn, và nó khác hẳn với những cái mà mình cảm thấy vội vã ở đời sống hàng ngày. Với sự kết hợp tinh tế giữa dàn nhạc dân tộc và dàn hợp xướng quốc tế, giữa những nhạc cụ truyền thống của Việt Nam với những tác phẩm âm nhạc đa phần cổ điển, đêm nhạc hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một luồng gió mới, một cái nhìn mới về âm nhạc cổ điển, thể loại được cho là kén người nghe.